Sang xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina AC Cook. Và có thể nói là trong suốt một năm qua thì chương trình đã mang đến cho toàn thể quý vị khán giả những phút giây thư giãn thật sự khi chúng ta được chứng kiến những cặp đôi họ đến đây để chia sẻ những câu chuyện tình của mình trên sóng truyền hình. Họ một lần được đứng đây để có thể nói cho nhau nghe rằng là mình yêu nhau đến giường nào, họ tìm hiểu nhau, biết tất cả những góc khuất về nhau, và chỉ có Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh thì họ mới dám bộc bạch hết tâm sự của mình. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã có một chặng đường một năm qua, xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã yêu thương và giúp cho chương trình có thể đi đến một cái thành công nhất định. Và ngày hôm nay chúng tôi mời trở lại đây hai cặp đôi đã từng tham gia số đầu tiên của Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh để xem là sau thời gian tìm hiểu đó họ như thế nào, một năm sau tình cảm họ có thay đổi hay không. Và ngay bây giờ Trấn Thành xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn cặp đôi đầu tiên với một nhân vật vô cùng quen thuộc, một diễn viên điện ảnh xuất hiện trong rất nhiều bộ phim truyền hình mà quý vị và các bạn yêu thích, và đó là diễn viên điện ảnh Công Ninh và vợ của mình Tuyết Vân. Và cặp đôi thứ hai, một năm trước cũng đã từng tham gia Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh, hiện nay vẫn là một cặp đôi yêu thương nhau, đó là Trí Quang và Thanh Vân. Quý vị và các bạn thân mến, họ là những cặp vợ chồng đã lấy nhau được 2 năm rồi, và xem là trong suốt một năm qua chuyện gì đã thay đổi trong cuộc sống của họ nha. Xin mời cái cặp đôi chia sẻ. Xin mời. Công Ninh xin kính chào quý vị khán giả xem chương trình. Chào MC Trấn Thành. Chào các bạn. Qua một năm rồi thì Công Ninh và vợ là Tuyết Vân sống với nhau, và đến ngày hôm nay thì hai vợ chồng đã có một cháu gần 5 tháng. Đó là một cháu gái, bé tên là Hoàng Khuyên, ở nhà cũng thường gọi tên là Oscar. Nhưng mà cháu đã nói là khi mà có một em bé thì cái sinh hoạt trong gia đình mình thay đổi như thế nào? Hầu như là thay đổi hoàn toàn, ăn và ngủ là đều tùy thuộc vào cái yêu cầu của bé hết. Khi bé ngủ thì mình ngủ, rồi bé thức là mình thức chung vậy đó. Chứ thế không có giờ giấc cố định. Sẽ chia về vợ chồng có thay đổi nhiều không? Theo cũng nên nghĩ thì khi hai vợ chồng có một đứa con rồi á, thì chắc có lẽ là tình cảm của người chồng với lại người vợ có lẽ là sẽ khăng khít hơn. Bởi vì người chồng quan sát thấy người vợ nuôi con mình và cảm giác như đó là người ơn của mình, và sẽ thương vợ nhiều hơn. Hy vọng là với tình cảm mà hai người dành cho nhau sẽ có được thật nhiều kinh nghiệm để chiến thắng. Xin mời cặp đôi số 2 ạ. Mình là Thanh Vân. Xin chào quý vị khán giả và MC Trấn Thành dễ thương. Xin chào anh Ninh, chị Tuyết Vân. Em rất là vui khi được tham gia chương trình. Sở thích của em là thích được đi du lịch. Cho nên là bây giờ chưa dám có em bé. Bây giờ cho anh hỏi là trong một năm qua sau khi tham gia chương trình này á, cái bữa mà tham gia về xong có gây lộn không? Dạ có. Có, nói thật có. Rồi tại sao, động lực nào mà gây lộn rồi một năm dám quay lại đi thi đây? Cái động lực là như thế này, cái chương trình này thật sự nó rất là hay. Nó sẽ giúp cho những cặp đôi hiểu rõ nhau về những cái mảng mà mình chưa hề nói. Mà như dịp này mình được quyền là bộc phát ra, mình hiểu được những cái mà mình thật sự là trước khi thi mình phải chuẩn bị. Mà chuẩn bị là mình sẽ hỏi một vài câu thêm thì thấy chặt lắc liền. Chính những cái gì đó thì nó sẽ cải thiện được nhiều hơn, và thông qua chương trình này sẽ đem lại nhiều niềm vui tiếng cười cho những khán giả ngồi xem màn hình đó. Rồi, hy vọng là các bạn với cái tinh thần quyết thắng như vậy, chúng ta sẽ ghi được thật nhiều điểm trong chương trình. Và thưa quý vị, ngay bây giờ không còn chần chờ gì được hơn nữa, chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên, với vòng thi chân dung. Kính thưa quý vị khán giả, vòng thi chân dung thì hai đội sẽ phải trả lời 5 câu hỏi của chương trình bằng cách là giơ bảng. Đây là dạng câu hỏi là ai? Nếu như là nam, các bạn sẽ giơ bảng màu xanh. Và nếu là nữ, các bạn sẽ giơ bảng màu đỏ và cùng giơ một lúc để xem là có trùng khớp hay không. Và nếu như một câu trùng khớp, các bạn sẽ có được 5 điểm. Và điểm tối đa của vòng này là 25 điểm. Chúng ta sẽ bắt đầu với lượt chơi của đội Công Ninh và Tuyết Vân. Xin mời. Câu hỏi số 1. Sau khi sinh con,
ai làm cho bạn đời của mình cảm thấy bất ngờ hơn về kỹ năng làm phụ huynh của mình, có thể quá tốt hoặc quá tệ? Không trùng khớp. Thế tại sao bạn Vân lại nghĩ là mình bất ngờ hơn nhỉ? Là mình nghĩ là mình chưa có chuyên nghiệp lắm nên là anh ấy có thể là hơi bất ngờ vì mình hơi quá tệ. Thế còn anh Công Ninh thì sao ạ? Tôi bất ngờ là cái tình cảm của vợ tôi đối với con nó đậm nét quá, thành ra tôi nghĩ đấy là cái yếu tố đó quan trọng nhất trong việc chăm sóc con. À, như vậy là chứ là đôi khi là anh Công Ninh hiểu hơi sai câu hỏi đó nghe. Người ta chỉ quan tâm tới cái kỹ năng làm phụ huynh thôi. Đấy là ai là người làm cho người kia bất ngờ hơn. Thế anh đưa giờ bóng màu xanh gì thì có nghĩa là anh nghĩ là anh là người làm cho bất ngờ hơn rồi, đúng không? Mà kỹ năng anh có không? Không phải. Vậy là tôi không hiểu rồi, tôi không hiểu câu hỏi rồi. À, không hiểu phải không? Kệ nó sai chừng 5 lần là nhớ à. Tại vì có 5 câu thôi, yên tâm. Cứ thoải mái, cứ thoải mái. Câu số 2. Ai có những thay đổi tích cực hơn vì con? Trùng khớp. Wow, những thay đổi lớn nhất là gì cha? Rất yêu công việc nhưng mà có con thì là dành thời gian cho con rất rất là nhiều. Rồi những cái thói hư tật xấu của mình có thay đổi được cái gì tốt hơn không? Thì mình rất thích ngủ muộn. Nhưng bây giờ là cứ theo cái giờ giấc của con thôi. Con thức sớm thì mình thức sớm, mà con ngủ trễ thì mình ngủ trễ vậy thôi. Rồi hay quá. Câu kế tiếp. Nếu sau này con cái theo nghiệp nghệ thuật, ai sẽ là người phản đối đầu tiên? Nhanh nào, 1, 2, 3. Có thể chứ. Không trùng khớp. Không sao, mình sai chừng thêm 2 câu nữa là đúng. Anh bỏ xuống nha. Câu số 4. Ai nỗ lực nhiều hơn để giữ cho tình yêu luôn lãng mạn? Có thể chứ. Đó, nhờ rút được kinh nghiệm lần này đưa đúng nè, nên không trùng khớp. À, sao bạn Vân lại nghĩ là Ninh nhỉ? Thời gian qua khi mà có con thì Vân thấy anh Ninh nỗ lực rất rất là nhiều. Có nhiều khi Vân bên bé rồi thức khuya nên đôi khi hay quạo. Nên là anh ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng, cho nên là cảm thấy tình cảm hơn. Thế còn anh Ninh thì sao? Tại sao lại nghĩ là vợ mình? Đấy, người vợ là nói chung là có thể tạo ra một cái khoảng không gian nào đó, một khoảnh khắc nào đó, một cái không khí gì đó để cho người chồng đừng có bị căng thẳng. Rồi, cảm ơn anh. Đó, chính vì nghĩ như vậy nên nó mới không trùng khớp đó. Cố gắng lên nha. Câu cuối cùng nè. Sau khi sinh con, ai thấy stress về vấn đề gia đình nhiều hơn? Trùng khớp. Cái stress của anh là gì anh Ninh? Tại vì lần đầu tiên có con nè. Và nuôi em bé thì đúng là em bé gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của cha mẹ. Cho nên tất cả những cái khoảnh khắc mà bé có những cái điều gì đó mà mình cảm thấy nó bất thường thì mình rất là lo lắng. Những cái chi tiết như bé ách xì, bé nứt cục, bé ọc sữa. Thì sau khi xảy ra sự việc rồi á, thì mình cảm giác là mình lo lắng, mình không biết sao hết. Nhưng mà sau đó tìm hiểu hỏi nguyên nhân thì bác sĩ cũng như những người có kinh nghiệm nuôi thì đó là những cái phản xạ thông thường của bé thôi, thì vợ chồng mới yên tâm. Thế những cái chi tiết nhỏ như vậy thôi đã bị stress rồi. Rất là đáng yêu, một ông bố rất là đáng yêu. Ngoài công việc xã hội ra còn rất là trách nhiệm với con cái, với gia đình của mình. Và đó là một cái điều rất đáng trân trọng. Và chính vì điều đó nên anh chỉ đúng được có 2 câu thôi và chưa có kinh nghiệm nhiều nên được 10 điểm. Và họ đã vừa tham gia vòng thi đầu tiên thật là sôi nổi. Và bây giờ sẽ là lượt chơi thứ 2 của đội bạn Quang và Vân. Xin mời. Câu hỏi số 1 dành cho hai bạn. Sau khi kết hôn, ai là người có cuộc sống cân bằng hơn về mọi mặt? Trùng khớp. Bạn có thể giải thích điều này được không? Mình cảm thấy là ổn định hơn. Và về cái tâm lý, về cảm xúc nó ổn định hơn lúc trước.
Rồi, câu hỏi số 2. Nếu phát hiện người bạn đời của mình ngoại tình, ai là người có khả năng tha thứ cao hơn? Trùng khớp. Tại sao lúc nào bạn nghĩ là mình, cuối cùng bạn nghĩ là chồng mình? Tại vì thật sự hai đứa mình thì ai cũng có tính vị tha hết, nhưng mà đang đo coi ai nhiều hơn. Ừ. Thì bạn Quang, bạn vị tha. Vị tha lắm bao hả? Dung. Bao dung lắm. Tuyệt vời lắm. Rồi, câu số 3 nha. Ai là người bảo vệ quyền bình đẳng của nam nữ nhiều hơn? Trùng khớp. Cái ách đồ hộ của bạn được diễn ra như thế nào ở nhà hả bạn Quang? Thì chẳng hạn như mình thấy bà xã mình, nếu ở nhà bắt làm việc nhà không, nấu nướng không, mình không phụ cũng kỳ. Thành ra mình phải mình phải bảo vệ quyền của phụ nữ chút, mình phải hỗ trợ tiếp. Chính xuất phát từ cái đó đó. Không những vị tha mà anh này còn có đức hy sinh cao nữa nè. Tôi bắt đầu thấy là anh là có lý cho một cuộc hôn nhân rồi đấy nè. Một người chồng lý tưởng rồi đó. Câu kế tiếp. Ai thấy mua một chiếc xe hơi cho cả nhà sử dụng là lợi ích hơn việc đưa cả nhà đi một chuyến du lịch châu Âu? Đã không trùng khớp. Thì bạn Quang, bạn nghĩ sao bạn? Tại vì thiết cái nhu cầu của gia đình á, thì nếu mà cái câu hỏi của mình á là, thì nếu mà mua xe hơi mà thực tế hơn thì mình sẽ chọn là thực tế hơn. Gỡ lại câu cuối cùng. Ai bị tác động nhiều hơn bởi những ý kiến của gia đình mình, có nghĩa là bố mẹ hoặc người thân của mình? Trùng khớp. Bạn Vân chắc là một người con rất là nghe lời bố mẹ đúng không? Nghe lời thì mình cũng có nghe lời, nhưng mà hai đứa mình lúc nào cũng dựa trên tinh thần là phải hợp lý. Nhưng mà cũng nói chung là cũng phải có chính kiến riêng của mình đúng không? Có. Nhưng mà cũng chịu nghe lời tham khảo của bố mẹ. Đương nhiên rồi. Thưa quý vị, và họ có được 4 câu trùng khớp và họ được 20 điểm. Thưa quý vị, và bây giờ thì vòng 1 sẽ khép lại. Chúng ta sẽ cùng họ đến với vòng thi thứ 2 của chương trình. Vòng thi đồng lòng. Ở vòng thi thứ 2 sẽ là lượt chơi dành cho hai người đàn ông. Và xin mời các cô gái lui vào hậu trường nghỉ ngơi giây lát. Hai chàng trai sẽ phải trả lời 3 câu hỏi của chương trình. Và sau đó chúng tôi mời các cô gái trở lại cũng trả lời câu hỏi tương tự như vậy, để xem là hai câu trả lời đó có trùng khớp với nhau hay không. Hiểu nhau thì sẽ trùng khớp. Và một câu đúng sẽ được 5 điểm. Trong trường hợp là bạn nghĩ là cái câu đó là chắc chắn là vợ mình trả lời giống mình, thì các bạn sẽ đặt cược, và nếu đúng được cộng thêm 5 điểm, nhưng nếu sai sẽ phải bị trừ đi 5 điểm. Hết sức là cẩn thận. Và bây giờ bắt đầu. Câu hỏi số 1 dành cho hai người như sau. Cho tôi biết một khoảnh khắc mà bạn đặc biệt cảm thấy cảm ơn người bạn đời khi đã ở bên mình ngay đúng cái thời điểm đó. Mời công minh. Cái khoảnh khắc đầu tiên sau khi tôi nghe vợ tôi sanh, lúc đó tôi đang quay ở Bình Dương, thì tôi định là quay xong là tôi chạy về bệnh viện Từ Dũ để thăm vợ con liền. Và cái khoảnh khắc hồi hộp đứng trước cửa phòng để mà tôi gõ cửa, và tôi mở cửa phòng và tôi nhìn thấy vợ tôi nằm trên giường với lại má vợ là bà ngoại á, tôi mới nhìn sang cái kế bên cạnh là cái nôi của đứa con. Tôi nghĩ lúc đó tôi mang ơn vợ tôi kinh khủng luôn, vì tôi nghĩ đấy là một cái người đã đem cho tôi một cái niềm hạnh phúc quá lớn lao và tôi không tưởng tượng được. Và tôi rón rén rén tôi tặng vợ tôi bó hoa và tôi liếc nhìn sang ra đời. Trời ơi, sau lúc đó tôi khoảnh khắc tôi chắc có lẽ là không thể nào quên được. Câu chuyện của anh quá đẹp. Đó là khoảnh khắc anh cảm thấy là mang ơn người phụ nữ đó nhất. Đặt cược không? Bạn Quang, thời xưa mình một mình á thì mình tự lo, mình cũng thấy cảm giác bình thường. Nhưng bây giờ tự nhiên có bà xã, mỗi khi mình bệnh đó, cái bà xã chăm sóc mình cảm giác nó rất là vui và thấy nó ấm áp hơn. Nên thường thì mình cảm giác là lúc đó thì mình thấy mình quý vợ mình nhiều hơn. Có nghĩa là mỗi khi bạn bệnh, lúc đó bà xã chăm sóc là cái lúc bạn cảm thấy cảm ơn bà xã nhiều nhất. Câu số 2. Sau khi tham gia chương trình Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh lần trước, hai anh đã hiểu hơn điều gì để rồi sau đó mình thực hiện cho vợ của mình? Rõ ràng là chương trình đã gợi ý cho những cặp vợ chồng tham gia cái chương trình này một cái
một cái suy nghĩ là đã là vợ chồng, đã là bạn đời với nhau thì phải tìm hiểu và biết được những cái thầm kín của người bạn đời của mình. Và nhiều lúc tôi hay bị công việc làm cho tôi quên là nhắn tin vợ là anh sẽ về vào lúc đó, giờ đó. Thì trước đây tôi rất là vô tình cái chuyện đó. Thì có nghĩa là sau này là tôi rút kinh nghiệm và gần như là tôi phải nhắn tin là giờ đó anh xong việc anh sẽ về, giờ đó để cho vợ yên tâm vậy. Hay, một kinh nghiệm hay. Đặt cược hả? Cái này hơi rộng. Nó rộng quá, thành ra thôi không đặt được. Rồi, thế bạn Quang thì sao? Thì giống như mình thì sau khi mình tham dự chương trình này xong á, trong cái cuộc sống hàng ngày thì mình chịu khó, mình lắng nghe, mình thấu hiểu nhiều hơn. Mình có sự đồng cảm hơn. Cược không? Rộng quá thì nhiều khi không dám đặt cược đâu. Câu cuối cùng, nghĩ xem vợ mình, người phụ nữ có một cái quyền gì mà đàn ông muốn ghê gớm lắm mà không có được, trong khi đối với người phụ nữ cái quyền đó nó bình thường, không có gì ghê gớm hết. Mời anh Công Ninh. Tôi nghĩ người phụ nữ có một cái thứ vũ khí rất là đặc biệt và thậm chí là rất là hiệu quả, đó là tiếng khóc, những giọt nước mắt. Cái người phụ nữ có thể là đi cái khát vọng và cái mong muốn của họ không đúng, không hợp lý, nhưng mà họ đòi cho bằng được. Và khi người đàn ông không giải quyết, người đàn ông cũng trình bày hết tất cả những lý do tại sao tôi không giải quyết, tại sao anh không giải quyết, tại sao chồng không giải quyết. Thì cuối cùng người chồng thấy nước mắt người vợ như vậy và thấy rất là tội nghiệp và chiều theo. Hay, có nghe cái quyền được phép khóc, được nũng nịu và dân gian một tí là được quyền được làm lẫy. Hay, được không? Đồng Quang, thật sự không biết bà xã mình sao có quan niệm lưu lắm nha. Giao ước trước trong bữa ăn rồi ăn đó, nếu mà từ đây về sau mà cái chuyện gì mà hai đứa mình cãi lộn nhau á, không biết ai đúng ai sai, chứ mà anh phải nhận bằng sai. Mà khi mà anh nhận bằng sai thì nếu mà mình không chịu nhận thì khóc. Ở đây cái quyền của người con gái đây thì mình là khóc. Cường không? Dạ, mình cười các bạn. Đồng ý. Và bây giờ mời hai anh bước vào các ô cửa. Xin mời. Và bây giờ xin mời hai người vợ. Thoải mái nhé. Câu hỏi đầu tiên dành cho hai bạn như sau. Nhớ lại trong ký ức của mình, một khoảnh khắc nào mà mình ở bên chồng mình và lúc đó làm cho anh ta cảm thấy là rất là mang ơn, cảm ơn mình vì ngay lúc đó mình đã ở bên anh ấy. Mời Vân. Câu này có đặt cược. Nếu mà ngay thời điểm thì mình sinh con cho ảnh, nhưng mà cái đó thì lại là không nói được sao. Tại sao lại không nói được? Thì mình ngay thời điểm mình ở bên cạnh ảnh và sinh con cho ảnh. Thì nói là như vậy đó, trùng khớp rồi, vậy thôi. Rồi, xin mời bạn Thanh Vân. Có thể cái lúc mà hai đứa mình mới gặp nhau đi, đang đi tìm kiếm tình yêu đích thực của mình đó, thì gặp nhau thì mình cảm thấy có thể là lúc đó là lúc mà anh cảm thấy xúc động và nhất. Không trùng khớp. Lúc những người ta bệnh, bạn ở bên bạn chăm sóc, đó là những lúc mà bạn ấy cảm thấy là cảm ơn bạn nhiều nhất. Câu số 2. Sau chương trình Ý Phải Đẹp Lời Phải Mạnh lần trước, về nhà đố các bạn, hai anh này đã để ý được cái điểm gì khiếm khuyết của mình để bù đắp lại cho vợ, làm được cho vợ sau chương trình đó? Sau chương trình đó thì anh ấy có mua tặng cho mình cái đồng hồ. Tại vì có một câu hỏi là bạn muốn điều gì và đã từng thổ lộ với anh ấy và anh ấy chưa thực hiện được. Thì lúc đó là mình quên, nhưng mà sau này thì anh ấy đã thực hiện rồi, cho nên mình nghĩ chắc là anh ấy làm điều đó. Chúc mừng bạn có cái đồng hồ nhưng bạn không trùng khớp. Đáng tiếc là thầy của tôi không có nhớ cái sự kiện đó, mà nhớ coi như là một chuỗi sự kiện, có nghĩa là bình thường đi làm về không biết nhắn tin cho vợ, để vợ ở nhà trông
đợi, nhưng mà bây giờ thì để ý hơn, nhắn là vợ ơi mấy giờ anh về cho vợ đỡ trông. Có cái đó không? Có. À có, đấy. Thôi kệ đi cũng vui ha, sai nhưng mà cũng vui. Mời bạn Thanh Vân. Cái chương trình tham gia lần trước thì hai đứa mình có một số cái điểm nó chưa có hiểu ý nhau á. Thì sau chương trình về thì ảnh có, tức là ảnh sẽ giải thích thêm, cởi mở hơn về những, giống như là nói chuyện, trò chuyện với mình về những vấn đề mà trước giờ mình không có nghĩ đến là mình phải nói với nhau á. Thì bây giờ mình đem ra mình nói để mình hiểu nhau hơn. Chúc mừng bạn. Câu cuối cùng, theo bạn, người phụ nữ có nghĩa là các bạn có một cái quyền gì mà người đàn ông muốn ghê gớm luôn, rất là quan trọng. Thế nhưng đối với các bạn thì cái chuyện đó nó bình thường. Mời Vân. Bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Mới được cộng 5 điểm là phải trả cho người ta rồi, bạn bị trừ 5 điểm. Mời bạn Thanh Vân. Chắc là quyền được đòi hỏi nhõng nhẽo á. Làm sao? Tức là yêu cầu chồng mình làm này làm kia cho mình á, được quyền chồng mình chiều theo mình. Không trùng khớp, bạn bị trừ 5 điểm. Đó là gì? Phụ nữ, hai ông luôn đều nói là có quyền được khóc. Và cái giọt nước mắt của phụ nữ là làm cho đàn ông chúng tôi rất là nao núng. Và thưa quý vị, hiện nay số điểm của các đội như sau. Đội của anh Công Ninh và Tuyết Vân 15 điểm. Đội của Trí Quang và Thanh Vân hơn được 5 điểm là 20 điểm. Chúng ta vẫn còn một lượt chơi và lượt chơi này sẽ quyết định đội nào sẽ là đội chiến thắng. Hãy đến với lượt thứ 3. Thưa quý vị, vòng thấu hiểu. Vì ở vòng thi cuối cùng này thì lượt chơi sẽ dành cho hai cô gái và hai người chồng sẽ phải vào trong hai ô cửa đó, trà trộn trong đó là hai người đàn ông lạ mặt nữa, và các bạn sẽ phải tìm cho ra được là người đàn ông của mình đang đứng ở ô số mấy. Chúng tôi đặt ra 5 câu hỏi cho cả 4 người đàn ông trả lời và dựa vào những câu trả lời đó suy đoán xem câu trả lời nào là của ông xã mình, dùng phương pháp loại suy để biết được anh ta đang ở ô số mấy. Có đáp án bấm chuông gửi nó cho tôi. Và nếu như các bạn đúng được ngay câu hỏi đầu tiên thôi thì các bạn sẽ nhận được 50 điểm, điểm số rất cao. Nhưng nếu như cứ đọc thêm một câu hỏi để được gợi ý thêm á, thì các bạn sẽ bị mất đi 10 điểm. Và cho đến câu thứ 5, nếu mở đúng ô của ông xã mình sẽ được 10 điểm mà thôi. Nhưng nếu mà hấp tấp bấm bất cứ lúc nào mở ra mà sai, một là mang luôn người đó về, hai là không điểm bất cứ lúc nào. Và bây giờ xin mời hai chàng trai bước vào ô cửa. Hỏi: bạn hay nghĩ về hiện tại hay quá khứ? Anh số 1 trả lời là hiện tại. Anh số 2 trả lời là quá khứ. Anh số 3 hiện tại. Anh số 4 hiện tại. Theo Vân thì anh Ninh anh sẽ trả lời như thế nào? Hiện tại. Còn bạn Vân, Thanh Vân? Anh cũng nghĩ là ông xã mình sẽ trả lời là hiện tại. Bởi vì cả hai đứa mình đều lúc nào cũng quan trọng nhất là hiện tại. Câu số 2. Đức tính đầu tiên bạn sẽ dạy cho con mình là gì? Anh số 1, tự tin. Anh số 2, trung thực. Anh số 3, tự lập. Và anh số 4, tự tin. Theo Vân thì như thế nào nhỉ? Vân nghĩ là anh nên chọn tự tin và tự lập, thì tự tin Vân hướng về nhiều hơn. Tự tin. Vì sao nghĩ như vậy? Tự tin thì là mình sẽ phát huy được năng lực của mình nhiều hơn. Và Thanh Vân? Tôi sẽ nhận phong bì của bạn. Bạn Tuyết Vân có muốn đi tiếp không ạ? Mình đi tiếp, tại vì mình chưa loại trừ được một... Không sao, chưa chắc gì phong bì này đúng. Câu số 3. Điều gì vợ bạn đã làm cho bạn mà làm thay đổi suy nghĩ của bạn? Anh số 1, ân cần. Anh số 2, chăm sóc, chu đáo. Anh số 3, tử tế. Và anh số 4 trả lời là
sẽ chịu đựng. Tôi nghĩ là Vân cũng nhấn chuông được rồi. Mời bạn. Đây là lựa chọn của bạn Tuyết Vân. Và đây là lựa chọn của bạn Thành Vân. Chúng ta cùng xem ô số 1. Gì em? Nội em bắt tôi ô số 2. Vân chọn ô số 4, Thành Vân chọn ô số 3. Mở. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta có một cuộc chơi rất là thú vị với hai vợ chồng Quang và Vân cũng như là vợ chồng của diễn viên Công Ninh và Tuyết Vân. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chỉ có một chút xíu nữa thôi là chúng ta sẽ có được cái sự cân bằng rồi. Thế nhưng là may mắn là mỉm cười với đội Quang và Vân, và đội của thầy Công Ninh sẽ ra về với một phần quà của chương trình, một món quà của nhà tài trợ Vina Esports và giải thưởng 1.500.000 đồng. Đội của Quang và Vân cũng sẽ được một món quà của chương trình, quà tặng của nhà tài trợ Vina Esports, giải thưởng 3.000.000 đồng và thẻ hội viên ưu tiên của bệnh viện FB trị giá 8.000.000 đồng. Mình rất cảm ơn chương trình này đã đem lại tiếng cười và niềm vui vẫn như sự hạnh phúc cho các cặp đôi. Như mình thì mình cũng là bác sĩ, mình cũng sẽ được những cái ưu tiên về quản lý y tế rồi. Nhưng mình rất là muốn có tấm lòng ấy, muốn san sẻ sự hạnh phúc của mình cho những người khác, đặc biệt là các cặp đôi hôm nay. Mình rất là muốn để được tặng cái phiếu FB này lại cho anh. Anh đưa đi. Em nghĩ là đây là một món quà rất là ý nghĩa. Em tặng. Em là bác sĩ nên em biết tới về sức khỏe. Còn như anh không phải là bác sĩ, anh sẽ rất là khó khăn trong việc mà chăm sóc cái sức khỏe của mình, đặc biệt là em bé mới là đời của anh. Xin cảm ơn anh Quang. Thật là bất ngờ. Hai vợ chồng rất là không biết nói gì để mà cảm ơn Quang, vợ chồng Quang. Thật ra đây cũng là một cái niềm vui rất là lớn, một hạnh phúc rất lớn, và chắc có lẽ là một cái lời cảm ơn hay nhất có lẽ là để là cái lời cảm ơn của bé Hoàng Thiên, là con của Công Ninh và Tuyết Vân đến lại đại đồng Quang Vân. Dạ. Cảm ơn anh chị. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta có một cái kết thúc rất là có hậu, rất là dễ thương. Anh Quang đã có một nghĩa cử rất là tuyệt vời khi đã tặng lại chiếc thẻ bệnh viện ưu tiên của FV này cho vợ chồng của diễn viên Công Ninh. Và hy vọng là với món quà tinh thần này thì cả hai gia đình ngày hôm nay đều vui, và họ đã trở lại đây sau một năm khi tham gia Ý Phái Đẹp Lời Nói Mạnh. Và rõ ràng họ hạnh phúc hơn, họ hiểu nhau nhiều hơn. Và hy vọng các bạn muốn tìm hiểu về nhau cũng như vậy, hãy đến với chúng tôi qua việc đăng ký trên trang web ý phái đẹp/lờinóimạnh.vn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina Esports. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ hai hàng tuần trên kênh HT17 lúc 21:30. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.